Hello, xin chào anh em nhá. Đây là video này thì mình sẽ cho anh em thấy được là đây là cái bộ ghế song tiện anh em mình khảm ốc sau khi khảm ốc, và đây là một cái đơn đặt hàng cho một vị khách hàng tại Sài Gòn mọi người nhá. Đấy, anh em mình đây là đã sau khi đã gắn sơn khảm xong và gắn sơn lam, tỉa tách và đục nhấn gắn sơn lam lên, chờ sau 2 tuần và bắt đầu là mài nước như thế này. Mài nước xong rồi, sau khi mài nước xong, sau đấy nên là chờ khô và bắt đầu là đến cái công điện công đoạn là tỉa tách mọi người nhé. Và đây là bộ song tiện khảm ốc quả đú gỗ Đức Tĩnh chế tác cho khách hàng tại Sài Gòn. Bên này thì là Nguyên đang xem lại một số cái chi tiết mà sau còn sót lại thì mình sẽ tiếp tục mình làm, và mình chỗ nào còn thiếu sót thì mình làm tiếp để cho nó đầy đủ mọi người nhé. Đó, đây. Bộ này thì bằng chất liệu gỗ cụ gia lai, gồm 3 món. Ở phía trong kia là cái bàn. Đây mọi người ơi, trong này là cái bàn. Đây là đây là cái bàn mọi người nhé. Cái bàn thì cũng được khảm mà không khảm mặt trong mà khảm viền ngoài xung quanh, khảm cây tứ quý, tùng quốc, trúc mai, và điểm xung quanh đó là những cái đường hoa lá tây mọi người ạ, những cái đường hoa lá tây, và được khảm từ phần chân này, phần chân là cũng là 4 cây tứ quý nhá, riêng mỗi một cái chân đô chân bàn chân ghế đều được là khảm riêng phần chân, không là mỗi một cái ghế là 8 cây mọi người nhá. Đấy, phần xung quanh này, đây là phần hông đây. Bây giờ chưa đến công điện đoạn hoàn thiện thì nó chỉ được 60-70% thôi. Sau khi đến cái công đoạn hoàn thiện xong thì nó gần như kiểu khâu làm đẹp ấy, thì nó sẽ toàn vẹn mọi người nhá, nhìn nó sẽ rất là trau chuốt. Qua mọi người, bây giờ mọi người chỉ cần để ý cho mình về phần mộc là đẹp, không tì vết, không rác rưởi, và cái phần khảm sạch sẽ, kỹ thuật đẹp. Đấy, đây mọi người này, đường nét cắt rất là tinh đó, như thế này. Thì mọi người để ý khi mà ở những cái video này được anh em mình khảm tứ diện mọi người nhá. Hông này, mặt tiền này, mặt sau, mặt hậu này. Đấy, hai mặt cánh đều được khảm hết mọi người nhá. Khảm từ chân lên bệ, vai, cánh, rồi tựa, tất cả đều được làm rất là nhiều cây khảm bằng nguyên liệu ốc xanh. Ốc đều là ốc xanh, nhưng mà ốc xanh của Sinh mọi người nhá. Cái màu ốc xanh của Sinh nó rất là thật màu, nó rất là trong. Nó có chiều sâu. Còn ốc Nhật thì nó sẽ trắng, nó bị trắng. Nó bị trắng và nó cái màu nó không được trong mọi người ạ. Và như vậy thì Đỗ Lực vừa mới chia sẻ cho mọi người được cái công đoạn mà mình chế tác cái bộ ghế, quá trình mình chế tác cái bộ ghế cho một vị khách hàng này tại Sài Gòn nhá. Thì mọi người hãy follow đăng ký kênh để theo dõi hành trình mình chế tác cái tác phẩm này, cái bộ ghế này, cũng như là một vài sản phẩm nữa cho khách hàng này. Mọi người hãy đăng ký kênh follow để theo dõi hành trình mình chế tác lên nhá. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.